đạo thần thuốc của anh đều nói như thế này. Trong cuộc sống của chúng ta sống được như thế này là may mắn lắm rồi. Có nghĩa là thật nhiều những cái nhu cầu trong đời sống của mình đều có thể giải quyết. Thế thì phần còn lại là mình được sống làm sao cho nó có ý nghĩa, đó là một điều may mắn. Thì anh luôn chia sẻ với tất cả những người khác của mình là mình kiếm tiền, mình cứ làm, mình sống, mình tận hưởng cuộc sống của mình. Dạ, khoảng 50% thời gian để mình làm những cái điều nó khác hơn của cái việc mình kiếm tiền. Thì anh cũng có một cái may mắn nữa là người thân của anh, trong đó là cha rất là ủng hộ, rất là đồng ý. Cụ thể hôm nay em thấy tất cả các thực phẩm trên chợ tình này nó của nàng không? Gom hết đồ đạc ở trong nhà, cái gì mà cũng xài hết rồi bán. Anh thì cũng có nghiên cứu về thời trang, anh cũng biết, anh thấy là những cái món đồ, ví dụ như em thấy là trong đây nó có hai cái túi hợp mát, một cái thì 200 mấy triệu, một cái thì 300 mấy triệu. Nhưng mà bạn bè biết Trang đưa mấy món này lên là gọi điện thoại là để mua hết, anh không có được. Vì cái này nó rất rẻ mà, giá đây mình bán, nếu mà đưa lên công bố giá bán còn nữa thì cái này là người ta mua hết. Nhưng cái mục đích của mình là không phải đi bán đồ, mục đích của mình là muốn đưa ra một cái thông điệp, mình bỏ ra như thế này để nhiều người người ta biết đến sau này người ta làm cái này. Chứ giờ mình đưa lên cái này người ta bán hết thì còn đông nữa, bán ra đông nữa cho một cái món như vậy thì mình mất gần 50% giá trị rồi, đúng không? Thì cái này đưa lên là bán hết liền, nhưng mà nó thôi, bây giờ mấy cái đồ giá trị mình không bán, mình phải đấu giá thì đưa lên Facebook á, là đấu ai để mục đích là mình truyền thông, và ai đương nhiên người nào cả cao hơn thì người ta được mua. Chứ còn những bạn bè người thân thiết của mình mà người ta thấy cái này là nó gọi lên là người ta mua hết, bây giờ cứ gọi điện thoại lên bán đi thì không có được bán. Những cái đồ này là giá còn chưa hết, có những món khác nó còn có 10%, 20%, nếu mình xem kỹ vào như thế. Đây là những cái sản phẩm mà nó rất là có giá trị, nó còn 10%, 20%, mình sẽ bán hết liền như vậy. Cái chợ tình á, như là anh bảo cứ sai chợ tình không phải là để bán đồ mà để đang tỏa cái hành động này cho nhiều người. Bây giờ mình phải đem đồ nhà mình ra trước, ủng hộ trước, sau đó người ta thấy hay thì nhiều người, rất nhiều người trong xã hội người thấy những cái đồ sản phẩm người ta mà ta không có xài đến thì nó vẫn còn giá trị, thì để nó lâu nó sẽ hư. Không rồi, như khi mình vô địa chỉ thì sai. Em mua cái đường link mà anh xem. Nãy anh gõ cái chữ web nó không đúng, gõ cái đó đi. Về chuyện lan tỏa thì lúc nãy anh nói là có một số bạn bè nghệ sĩ của anh rất là ủng hộ anh từ 10 năm trước đến bây giờ. Anh có thể kể tên một số người mà họ ủng hộ nhiều nhất không? Nhiều lắm, mà nếu các bạn để ý trong cái cuốn sách Hiểu về trái tim 50 bài là có 50 nghệ sĩ rồi nha. 50 nghệ sĩ, hầu như là 50 nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam rồi, không có thiếu ai hết. Rồi trong suốt khoảng trong thời gian đây là tất cả còn nhiều nghệ sĩ họ tham gia những các chương trình của quỹ tổ chức, họ cũng đi bất cứ nào cũng đi, đông lắm. Cái đây là cái lễ kỷ niệm, cái đây là cái buổi gặp gỡ mình kỷ niệm thôi, còn người đây cuối năm sẽ có một cái mình làm một cái lễ tri ân cho mọi người, thì lúc đó mình cũng sẽ mời đầy đủ hơn các đối tác và những người ở trong quỹ thì đông lắm, lên gần 1000 người. Mỗi lần mà mình mời một cái lễ tri ân mà chỉ để nhớ ra để ghi xuống những người mình phải cảm ơn gần 1000 người rồi. Chương trình này thì mình có nghĩ đến yếu tố đó không, và có cái lý do gì đặc biệt mà đặt là chợ tình không? Bởi vì cái này cũng là một cái hoạt động gọi là từ thiện nguyện, thì sao mình không đặt một cái tên nó nhẹ nhàng hơn, như chợ tình thương hay gì đó, mà mình lại đặt là chợ tình thì người ta sẽ nghĩ nhiều đến cái việc như là chợ tình Sa Pa hay là gì đó để yêu đương mình hơn. Bản thân những người mà làm trong website tôi, anh Dũng đây, anh còn nhiều khi anh còn lẫn lộn, anh nghĩ ra chợ tình Sa Pa người ngoài. Nó cũng có chủ đích, nếu mà chợ tình thương thì nó dài quá, đúng không? Nó dài quá, chúng ta làm trên mạng chọn một cái tên miền, một cái domain name nào đó thì nó phải ngắn thôi, tính theo ký tự nó không có dài. Bản thân chúng ta có cái tên miền chính là hiểu về trái tim.com rồi, bây giờ thêm một cái tên gì đó nó dài, chợ tình thương hay gì đó nó rất dài nữa thì người ta rất khó nhớ, và khi mà đánh vô trên website thì nó sẽ bị sót. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên là nó phải ngắn, dễ hiểu và dễ nhớ. Thế thì
Tại sao lại chọn chợ tình? Nếu mà phân tích rõ ra thì nó là chợ tình thương thôi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt cả. Chợ tình thương nó là nơi để trao đổi những cái slogan rất rõ ràng, luôn là nơi trao nhau những ân tình. Cho nên chúng tôi cũng cố gắng để cho mọi người đừng có liên tưởng tới cái Sapa. Chúng tôi cũng đi rõ dưới là nơi trao nhau ân tình. Mà cái suy nghĩ của Hiểu về trái tim á, rất là rõ ràng. Bất cứ chuyện gì thì dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn nó cũng có hai mặt của nó. Nó luôn luôn song hành, có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia. Thôi thì thấy gì bây giờ sửa những tên ngoài, chúng ta cố gắng chúng ta sửa cái suy nghĩ chúng ta rút đỡ tốn tiền. Nếu mình sửa được mình thì nó sẽ đỡ tốn hơn. Còn bây giờ mà sửa cái chợ tình này thêm chợ tình gì nữa, vừa đổi là domain name, vừa quảng cáo lại, vừa thiết kế lại, trong khi mình sửa lại tí xíu thôi là nó xong. Và chúng tôi sẽ cố gắng. Và như vậy chúng mình nó vui thôi, trong cuộc sống và nó sẽ là luôn luôn như thế. Trong bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đưa ra nó đều có hai mặt như thế. Và cái mặt của Hiểu về trái tim là xung phong thay đổi mình trước. Tức là làm sao đó để cho mình có thể dễ dàng thích nghi với nó hơn mà nó hợp lý. Tức là chúng ta sẽ sửa chúng ta làm sao mà cảm thấy cho nó hợp lý trước. Đó là cái con đường của Hiểu về trái tim muốn hướng đến. Cảm ơn. Qua 10 năm anh làm từ thiện rồi, không biết là với anh cảm giác anh được gì, mất gì? Dạ, câu này nặng quá. Tới giờ này mà vẫn còn làm, tức là vẫn còn sống sót. Vẫn còn làm thì đó có nghĩa là cái mục tiêu bằng đầu tiên á, khi mà làm chương trình Hiểu về trái tim, cứ nghĩ rằng là nếu mình thấy được một cái kết quả gì đó chắc cũng khoảng 15 đến 20 năm, nghĩ trong đầu là như thế. Bây giờ thì qua một cái chặng đường 10 năm thấy là nó cũng là may mắn. Các anh em làm với nhau được gắn kết được một cái tập thể và kết nối được rất là nhiều những các mạnh thường quân, và đặc biệt là các anh em nghệ sĩ trong Nam và ngoài Bắc họ đều hết lòng ủng hộ. Cái đó là một điều hết sức may mắn. Mình nghĩ vào cái thời điểm đó nó ra đời, Hiểu về trái tim ra đời nó cũng là đúng thời điểm. Thì còn bây giờ nó đặt trong cái bối cảnh bây giờ cũng không biết nó như thế nào. Là hôm nay cũng là năm nay cũng là năm thứ 10. Điều đó nó cho mình thêm một sự tự tin là tiếp tục mình sẽ đi một chặng đường đúng như cái dự định mình có thể 15-20 năm. Và bây giờ thì trong giai đoạn này thì cũng có rất nhiều cái chương trình hứa hẹn sẽ mang tới rất là nhiều những cái hiệu quả tích cực. Cho nên nếu về góc độ đó thì chắc những gì mà khó khăn mất mát cũng không còn nhớ nữa. Đương nhiên nó rất là nhiều thứ. Dạ, thì anh có thể nói sơ qua một chút được không? Ví dụ như là anh vừa nói là nếu như mà 10 năm trước thì mới thành lập được quỹ, còn bây giờ thì chưa chắc. Thì là vì sao ạ? Thì ngày xưa mình còn trẻ. Dạ. Mình còn sức lực, mình còn rất là nhiều thứ. Làm bất cứ việc gì vậy mình phải toàn tâm, là nghĩ khoảng có một khoảng thời gian gần 5 năm hầu như là mình đã tập trung hết tất cả. Để mình phải tạm xếp lại hết tất cả những cái gì tôi bị riêng tư. Dạ. Kể cả từ những cái việc đơn giản bình thường trong đời sống như đi kiếm tiền chẳng hạn, người ta đem lại trong một cái giới hạn nào đó. Yeah. Thì thời điểm đó nó cái gì quý, tất cả những cái gì mình cứ làm, mình cứ làm thôi. Yeah. Và nó có rất là nhiều những cái thuận lợi. Bây giờ khi mình lớn nữa rồi mình muốn làm nữa, nhiều khi nó khó quá không biết còn làm được không. Yeah. Đó là lo. Yeah. Anh tưởng tượng anh nói vui, anh nói năm nay tôi tí, năm nay là năm 49, là năm hạn, nhưng nhìn chung quanh thấy ai cũng hạn đấy. Cho nên không có vấn đề gì phải lo, tức là còn nhẹ. Đương nhiên cái trong cái xã hội của mình nó không có cái này thì cũng sẽ có cái khác, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà đứng về góc độ khác của cái dịch vừa rồi, người ta nói nếu bất cứ vấn đề nào nó cũng cho mình hai cái góc độ bi quan và lạc quan, cái mất mát như một cái đường. Cái mất mát thì nó quá rõ rồi, mọi người hầu như ai cũng ảnh hưởng. Trong đó khi mà người ta ở nhà khoảng những tháng rồi nó phát sinh ra nhiều thứ lắm. Và
ta cũng có thể nhìn nhận lại nhiều cái vấn đề khác của đời sống mình. Sau cái cuộc dịch vừa rồi thì mỗi người tự cho mỗi người có một cái ý nghĩ, một cái thông điệp, một cái quyết định khác trong cái đời sống mà người ta có điều chỉnh. Mà rõ ràng cái điều chỉnh đó nó tốt, ta điều chỉnh, ta nhìn nhận lại thì nó cũng có một cái mặt tích cực của nó, góc độ nào đó. Còn đối với hiểu về trái tim thì đó là một cái chặng đường rất dài. Thì 5 năm, 10 năm nữa hay là mình hết làm, mình hết làm thì sẽ có nhiều người khác, mình sẽ tiếp tục. Đó là một cái điều mà rất dài. Mà trong cái buổi ngày hôm nay, tại sao mình muốn tổ chức một cái buổi gặp gỡ ấm cúng như thế này, để có dịp để nói rõ hơn về cái hiểu về trái tim. Nó không phải chỉ là những cái chương trình để gây quỹ giúp trẻ em nghèo không, nó còn một cái mặt khác. Trong những cái sự kiện lớn, trong những cái tổ chức, những cái event, mình có thời gian, có điều kiện để nói. Cái đó nó cũng làm chiếm khoảng 50% cái quỹ thời gian của những người trẻ đi để làm. Nhưng mà vấn đề là cũng không được, không có truyền thông, cũng không có dịp nói ra. Cái buổi ngày hôm nay thì bọn mình sẽ nói nhiều về cái đó. Nhưng về tình hình dịch thì giới nghệ sĩ và giới giải trí cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều á. Mọi người kiểu như là không có công việc á, thì điều đấy có làm cho cái tài chính của quỹ bị khó khăn không? Cái mục tiêu của quỹ là kể từ khi thành lập, anh em đều nghĩ là mình dự cho bà làm cho có quỹ nhiều đến như thế nào nữa nó cũng chẳng kể. Nói ví dụ như trường hợp mình tiêm, mỗi mình tiêm một năm ở Việt Nam là 10.000 ca, mình thấy trung bình là 3.000 đô một ca, thì mình nhân ra con số là bao nhiêu tiền đó, đúng không? Thế thì dù cho mình 10 năm qua quỹ có làm cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, lên con số gần 2.000 cử ca, số tiền rất lớn. Nhưng so với cái hiện trạng thì cũng không là cái gì cả. Thế thì khi mình làm như vậy thì mình phải nghĩ tới cái chuyện là làm sao để đạt một cái hiệu quả lớn. Mà muốn đạt hiệu quả lớn thì chắc chắn cái bài toán kết nối là bài toán quan trọng nhất. Mình làm xong rồi mình phải kết nối được những người khác cùng lại, thì cái đó nó mới giải quyết được cái bài toán lớn của xã hội. Ví dụ như anh nói chị mình tìm như thế, nhưng bây giờ mỗi người một tháng mình đã đóng góp 15.000 đồng, nếu mình kiếm được khoảng 1.000.000 người thì mình tìm sẽ được xóa sạch. Chúng ta sẽ trở thành một bài toán nó đơn giản này. Nhưng làm sao mình kiếm được 1.000.000 người để một tháng người ta bỏ ra 15.000 đồng, đó là vấn đề. Bây giờ thay vì nghĩ tới vấn đề về đó, mình đầu tiên giờ mình nghĩ chuyển sang cái bài toán này. Nếu giải quyết bài toán này thì bài toán tiên nó sẽ thành, thì từ từ mình nhân rộng ra theo cái mô hình như thế. Nó 15.000 đồng đối với một người nó không có lớn, đúng không? Thì dù cho mình có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, trong hoàn cảnh nào mình cũng thể quyên góp được. Nhưng tại sao cái việc quyên góp đó nó khó? Nó lại ra một cái bài toán khác nữa. Chứ để kiếm 1.000.000 người đó, để mọi người ta sẵn sàng đồng ý bỏ 15.000 đồng một tháng, thì nó phải giải quyết bài toán về niềm tin này. Là phải giải quyết về bài toán ta có chấp nhận chuyện đó không, chứ nó không phải là chuyện mình nghe. Thì mình cứ lần như vậy mình thấy rằng thật ra thì cái bài toán của xã hội nó nằm ở chỗ nào. Nó dễ thì rất dễ, nhưng tại sao nó khó thì rất khó. Một lần mình cũng nói cái vấn đề rồi, là cuối cùng thật ra là cái bài toán nó nằm ở chỗ nào. Nếu đi làm việc thiện, nếu đi làm xã hội phải làm ở chỗ nào. Trong suốt 10 năm rồi anh thấy rất rõ cái chuyện này.